fast. I just wanna make it back. Nay mình đi quán ăn Diêm Tu Tắc. Nay mình đi quán ăn Diêm Tu Tắc ở quận 1 nha các bạn. Đây các bạn thấy khu vực xung quanh thì ở đây là bắt đầu người ta ở đối diện Thương Xá Tắc có một cái building các bạn. Thì các bạn vô trong này các bạn thấy đó, đối diện khu vực này thì nó sẽ có nè. Bây giờ cái đường đi vào của mình nè, Diêm Tu Tắc nè, đó nó ở tầng số 4 nha các bạn. Thì các bạn đi lên đó, thì mép bên trong thì các bạn thấy thì hiện nay mình đang vô Diêm Tu Tắc. Ở trong này thì các bạn đặt theo món ăn của người Hoa các bạn. Thì món ăn của nó thì rất đa dạng, đặc biệt có vịt quay Bắc Kinh. Vịt quay Bắc Kinh ở đây tức là mình sẽ lấy cái phần con vịt ra, cái phần da các bạn, thì mình sẽ gọt, mình sẽ cuốn những cái cuốn với dưa với cái một số với da ha. Rồi còn cái phần thịt á, thì vô trong thì các bạn sẽ lấy cái phần thịt vịt, các bạn sẽ làm những cái món ăn khác như là cái món xào với mì đó, và một số các món khác thì các bạn có thể các bạn hỏi với ngay chỗ nhà hàng á, menu á, thì người ta sẽ đặt cho các bạn đó. Thì sau khi ăn xong thì các bạn sẽ lên, các bạn sẽ xuống tầng mấy bên dưới, các bạn đi khu vực shopping đó. Thì đặc biệt ở đây khu vực shopping đi rất là đông nha các bạn đó. Thì các bạn có thời gian các bạn nên trải nghiệm khu vực quận 1. Khu vực này nó mang lại cho chúng ta những cái cảm giác gọi là sau ngày đi làm, sau ngày cực nhọc bị stress, và có thể đi xả stress. Đặc biệt nhớ mang theo tiền để mua đồ nha các bạn. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I